Everybody, welcome to Health VKT. Chào các bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một video quay vé ha. Vé thì cũng ít, nói chung thì ok, đi quay vé với lại tìm hiểu cơ cấu tiêu phí mới này ha. Thì hôm bữa có báo anh em là có cái event tiêu phí nhận con Luffy G5 rồi ha. Anh em có tiêu hay không là tùy anh em. Còn video này thì chắc là sẽ up lên sau khi mà hết cái này luôn. Rồi còn có 2 ngày đậu phẩm nữa. Ok, không sao. Thì tiêu phí 2 ngày thì chắc là cũng lụm được. Ăn được nhiêu thì ăn ha. Rồi ok, sáng mới thấy còn 3 ngày mà giờ thấy còn có 2 ngày à. Ok thôi, sao. Rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đi. Nếu mà nó tính giờ mà đúng không? Còn 2 ngày. Mai là sẽ còn 1 ngày. Đúng rồi, còn 2 ngày nữa. Vậy là nó không tính hôm nay. Rồi. Ok. Được. Vậy là còn 3 ngày nữa. Thì hôm nay là sẽ đi quay bớt vé ha. Ở đây thì Heo cũng đang rất là hiếu cái Famcon này nè, để mua báu vật các bạn ơi. Ôi còn cái này nhiều, quên rồi chứ. Chứ là gỗ thì Heo cũng hết rồi. Trời ơi, dạo này chơi game mà khan hiếm tài nguyên quá các anh em ơi. Ok, qua đây luôn. Đây, ở bên này thì để dành mua tàu các bạn ơi. Thì Heo đang nâng con tàu này lên, nhưng mà nó cũng có chưa full luôn. Ui nhưng mà mắc quá, 600 mà reset một lần là 200, mà 68.000 thì mua được cũng nhiều đấy, nhưng mà thôi mua từ từ, mỗi ngày mỗi mua. Để mua Luffy Taro trong này mà cái này cũng hết rồi. Bên này thì cũng hết rồi. Bên này thì còn 42.000 cũng sắp hết luôn. Màu xanh nữa. Này còn 53.000. 53.000 bên này thì các bạn đừng mua gì nhiều, cứ đẩy con gáp mà mua nha các bạn ơi. Đó. Cứ em gáp này mà mua. Gáp này nó không bằng gáp mới, nhưng mà nó cũng là có phân thân ra ha. Triệu hồi thêm lính để đánh. Rồi. Đang suy nghĩ tiêu phí. Wow, ui ngon. Ôi tàu mới nữa nè. Trời ơi, đáng các bạn ơi, đáng. Mà bây giờ 2 ngày mà mỗi ngày ngày ăn 60.000, 40 cũng đáng luôn. Ôi báu vật mới nè mấy ông ơi. Ui man, trời ơi, báu vật mới nè. Ôi đồ ngon, đồ tốt nha. Ủa nhưng mà có cái nào tăng tốc đâu. Cái này là phải dịch lại hoặc đi coi mấy ông top ảnh chơi cái gì thôi. Cái ở đây cũng được một cuốn sách bù lại các bạn. Rồi nếu hôm nay Heo cắn 60 thì được lại 2 quyển. Là được ngày hôm nay được 3 quyển rồi. 2 ngày mỗi ngày cắn thêm 2.000 nữa là được thêm 5 quyển, là thấy cũng không lỗ lắm. Chỉ lỗ khoảng ở đây là 10 ha, 10 ở trong kia 8 là 28, lỗ khoảng 50.000 kim cương. Ok, 50.000 kim cương mà lấy một quyển sách đổi lại thì nó cũng cũng gọi là lời rồi. Không, quầy vốn hơi lỗ ít thôi chứ không có gì. Chứ là mấy cái vé với lại một cái bumpkin. Ok, này 15.000, còn cái này ok, ăn được 3 vé rồi. Chắc kéo lên không được 400.000 kim cương như bên kia quá. Bên kia kéo 400.000 kim cương tiêu mới sướng. Nhưng mà ok, thôi để từ từ tính. Quan trọng là lấy con Luffy này đi. Ok, rồi, đi trước tiên thì đi quay vé này cả nha.
đây đang có 8 vé 1 đô. Heo đang cần rất là nhiều vé 1 đô cũng như là 5 đô. Rồi, chưa 2 đô thì có 3 vé à. Còn hồi 2 đô bên này cũng thiếu nhiều nha. Rồi 5 đô thì được 4 vé. 4 vé thì cũng ổn. 4 vé thì ăn 2 ngày thì ổn. Đúng rồi, chia ra 3 ngày, mỗi ngày 2 đô, 2 vé là 10 đô. Cộng với 2 vé 10 đô. Nếu mà cắn 3 vé 10 đô là được 30, 3 vé này nữa là 45. 45, 50 vậy là không được, vậy là bắt buộc là phải cắn 1 vé 20 đô rồi. Không sao, cái này kiếm được, vé 10 đô méo kiếm được, ok. Giờ đi quay hết vé để kiếm thêm mấy cái để kiếm thêm vé quay nha các bạn ơi. Gì? Kiếm thêm đô. Ok, rồi. Vòng này là cái vòng mà nhiều nguyên liệu nhất luôn. Thiệt luôn á. Đó là anh em cố gắng ha. Thiệt, theo nói là cái vòng này là cái vòng được nhiều nhất luôn á. Đó, rất là nhiều nguyên liệu đồ luôn. Đó, 1 đô. Đó, cái này cũng ok, vô cái nào cũng ok hết đó bạn ơi. Đó, vô gỗ đồ cũng được luôn. Đó, 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 ui, nhưng mà vô 1 đô nhiều nhiều đi bầu ơi. Thiệt luôn á. Ok. Rồi, tí lên trên kia vô 2 đô nhiều nhiều nữa là đẹp rồi. Cố lên, cố lên. Đó, vô gỗ đồ cũng được, nói chung là dòng này. Bởi vì heo mới nói là không rồi heo phải chạy là nhiệm vụ hàng ngày. Trời ơi, tính ra hồi xưa bỏ cả mấy năm, đâu cả năm mấy không chạy nhiệm vụ hàng ngày chứ. Cứ ngày 5 vé thì 100, một năm có 365 ngày đúng không? 100 ngày là chúng ta được 500 vé. 300 ngày được 1.500. 65 ngày kia mình tính trung bình cho nó 200 vé đi. Đó là được 300 chứ, là được 1.800 vé chưa? Trời ơi, vậy mà. Ôi, trước không suy nghĩ, bây giờ suy nghĩ rồi mới thấy tiếc. Đậu xanh nó hiện như. Ok. Với lại này trước có bao nhiêu vé cũng đi quay hết rồi. Bây giờ thiếu vé cũng hơi bị nhiều luôn. Chứ nó không phải như ạc kia. Ok, chịu thôi. Nhưng mà ngày xưa quay vòng quay là ra được nhiều tướng nha. Luffy, Taro đồ cũng khá nhiều trong đó. Nên là mới nâng được con Luffy, Taro lên cao. Chứ như giờ quay là được vé nạp. Nhưng mà Luffy, Taro thì kiếm hơi lòi con mắt luôn. Nói chung thì đường nào thì nó cũng về một chỗ thôi. Ok, quay hết vé luôn. Cái vòng này nó quay lâu dữ ta. Ok, hồi nãy giờ không ra được một vé 2 đô luôn nè bộ. Ok. Rồi, vé này cũng đẩy luôn. Ngày xưa đây là quay ra được Taro nha. Bây giờ thì không còn Taro nữa. Mà Taro là một trong những con mà cần thiết nhất trong đội hình. Ủa, xanh đó. Thôi, giờ mình cũng lên được cỡ đó là ngon rồi. Không, tướng mới, meta mới bây giờ là con Vinmod Sanji này nha. Sanji hắc ẩn này nha anh em ơi. Ủa. Anh em nào đã xem series 7 ngày của heo thì biết ha. Sanji hắc ẩn này là khá ngon nha. Không có đùa đâu à. Ủa. Ôi, một mình em nó mà có thể gánh hết cả team đấy. Ủa, đừng có đùa. Trời trời trời. Các bạn cho nó full 3 tóc đi rồi các bạn thấy. 3 tóc 80 là nó chạy như Sam luôn. Ôi ôi. Thêm cho nó máu gì, đá hồi máu nè, đá tấn công nè. Đó. Rồi là coi như là hai viên đó thôi là nó có thể cài nát cái team địch luôn đấy. Nói chung là em nó ngon. Bức tóc lia lịa cho em nó là một boy. Đó, vé quay kìa. Quay hết vé luôn. Mà hồi nãy giờ, hồi nãy là 4 vé 5 đô đúng không? Để tí coi sao. 4 vé 5 đô.
Rồi. Thôi ơi, 4 vé 5 đô vẫn còn y, 4 vé 5 đô. Ở đây được 3 vé 2 đô cũng còn y luôn. Ở đây được 9 vé. Có một sự sắp đặt nào ở đây không anh em? Này được 11.000, đậu phòng đó 80 mấy. Vàng là không cần rồi. Bài cai 12.000, 75.000. Rồi trên này là tàu. Tàu thì mấy tàu này có nhiều lắm rồi, nhưng mà không có đủ gỗ để mà nâng. Mấy con này không xài thì có thể đem đổi ra lại được nè. Quá mệt mỏi. Ôi, 600 mấy monkey. Ok, 500 Vinmod Sanji. 1.500 AC Alabasta. Ok, đi đổi liền. AC Alabasta game không ai xài. Đó là mình cũng sẽ đi đổi luôn nguyên liệu chứ để làm gì đây anh em ơi. Ok, ok. Rồi, thì hôm nay đi lên quay hết vé, tìm vé nạp ha các bạn ơi. Để chuẩn bị cho Sari đi ăn đi nạp 100 đô để nhận Luffy Nika. Ok ha. Rồi, bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye.